với thằng Kha ấy, đừng khóc nữa. Đàn ông khóc trông nó thương, nó khổ lắm, nó như đàn bà. Đàn bà nó khóc thì cho nó dễ nhìn, đàn ông nó khóc chỉ có cha già mẹ héo vợ chết nó khóc thôi. Đây nó đi nó cười ha hớ, nó cười hơn hớn mà trong 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 cái nhà gì đấy ấy, nó cười mặt nó tươi như hoa. Vợ thì cười, chồng thì khóc, trông nó tủi nó thân lắm. Tôi nhìn mà tôi hơi gạt nước mắt thì như thằng Kha. Vâng. À, câu chuyện này thì thực ra ai cũng bức xúc hết cô ạ, bởi vì là nhìn vào hoàn cảnh của anh Kha thì rất là thương anh, bởi vì là không biết là anh ấy ví dụ như người ta nói là đàn ông thì có rộng lượng tha thứ chỉ có 1-2 lần thôi, đây mà đã đi là 3 lần phải đi kiếm về mà anh Kha thì vẫn gọi là rộng lòng tha thứ, thì cô có quan điểm như thế nào về cái vấn đề này hả cô? Không tha thứ được đâu anh ơi, vì cái con này nhá, ngày xưa ấy cái mẹ của thằng Kha ấy nói chuyện ấy với thằng Kha, có hôm mà tôi lắng tai tôi nghe đấy, nó yêu thằng Kha mà đã nó bỏ nó đi bao nhiêu ngày rồi mới về cưới đúng không? Vâng. Bản chất nó có cái tính đi, cái giống đàn bà nó có cái máu đi là nó đi, nó thấy ra là nó đi như kiểu là con chó mà nó thấy con chó được cái nó thấy là nó đi mất tích không tìm được đâu, cái giống đàn bà nó có cái máu đi là nó đi thôi, đi nó đau một lần thôi, cái nó đau coi như là nó chết chỉ có một lần thôi, như bây giờ nó vài bữa nữa đội răm nữa nửa tháng nó lại về lại ngồi khóc lần nữa để chết. Vâng. Với cháu cũng chia sẻ với cô cái vấn đề này luôn, là ví dụ như cô là phương diện của một người, cũng là một người phụ nữ, thì ví dụ đúng như không? Cô đi, thì ví dụ như anh Kha mà có bỏ qua thêm một lần nữa cho Yến, thì theo cô thì Yến có quay lại con đường đó hay không, hay là Yến sẽ từ bỏ? Nó thì cái quay lại thì không hy vọng đâu, không hy vọng nó quay lại đâu. Vâng, không, nhưng không mà hy vọng nó quay lại đâu. Dạ vâng, nhưng nếu mà quay lại thì cô có tin là sẽ bỏ được không, hay là vẫn sẽ ngựa quen nó đường sẽ cũ? Bỏ, nó sẽ bỏ. Cái bản chất nó như vậy, nhìn con người đó nhá, chồng nó là nhìn thấy phát cả nó hãi rồi, hãi rúm chân tay rồi, nó hãi như điện giật như luôn rồi, nhưng mà đây nó không sợ đâu. Vâng. Nó không sợ con này, nó không sợ chồng cơ mà. Vâng. Nó vẫn vinh như không luôn, nó nhân nhân nháo nháo, nó vinh mặt nó lên, nó để Vâng. ý nó vinh mặt nó nhân nhân nháo nháo, nó không biết sợ chồng, nó không biết Vâng. người nọ sợ người nọ người kia nha. Vâng. Nó không sợ đâu, nó không sợ đâu, con này nó không sợ đâu. Vâng. Nhưng mình nói trục nói láo, chồng đi qua nhìn thấy là mình cũng phải là mình cũng hãi hãi rồi đấy. Nhưng mà đây nó có hãi gì đâu, nó trước mắt luôn nhá. Trong khi đó nhá, một thằng Kha nhá đi xuống biển đúng không, đi trên ghe dưới thuyền đấy, trong cái cơ hội đấy 2-3 giờ đêm nó gọi thằng này đến đấy, nó cho con nó ra một chỗ nằm mà mua bàn mua gì đấy ngủ riêng, thì nó chúng nó hoạt động với nhau thế còn gì để mà nói nữa không. Vâng. Với lại là Hết đường rồi. Yến này thì cháu nghĩ là cái nó đã ngấm vào máu rồi, có nghĩa là trước đây thì đã gọi là đã đi 1-2 lần, đã bắt ở nhà nghỉ, bắt ở nhà trọ, đã đi ở với trai rồi, mà người trai này lại là chính là người bạn thân của chồng mình, thì cháu không hiểu được là người ta có suy nghĩ như thế nào. Với lại là một con người như vậy thì cũng không đáng để gọi là anh Kha này là trân trọng. Thôi thằng Kha mà cứ cố tình lôi nó về, người ta thích người Kha lắm, người Kha thôi đi, người ta mới tôn trọng thằng Kha, người Kha còn lôi nó về người ta coi thường thằng Kha luôn, khán giả nó coi thường luôn. Vâng. Khán giả là người ta hết lời nói kia, người ta đang hâm mộ thằng Kha, người ta động viên an ủi thằng Kha. Thằng Kha bây giờ thằng Kha lôi về, người khán giả người ta sẽ coi thường thằng Kha, người ta coi thường nó là 3-4 rồi, mà bây giờ thằng Kha đi trên ghe dưới thuyền nửa 2-3 giờ đêm đi làm nó là nhàn rồi, nhân cơ hội nó gọi thằng Thiện đi, ôi giời ơi chúng nó nào hoạt động, biết mà thằng Kha còn lấy ra hết thằng Kha đầu óc, thằng Kha nó có cái đầu óc để suy nghĩ được không, thần kinh thằng Kha nó còn hoạt động hay là nó bị liệt rồi. Vâng. Người đàn ông nào cũng có cái danh dự nhá, làm trai cho đáng làm trai nhá, chứ không phải làm trai kiểu vậy đâu nhá, làm vâng. Tài trai cho đáng làm trai luôn đấy, một khi chơi là chơi đến khô máu, chơi đến cùng, mà đã không chơi là nguôi luôn. Nhưng bây giờ nó tung lên trên khắp mọi miền tổ quốc như này rồi. Bây giờ thằng Kha, thôi đi, rất nhiều người thương thằng Kha, nhiều người thương lắm đấy, tôi thấy nhiều người thương lắm đấy. Vâng. Nhưng mà buổi ban đầu bây giờ nó cứ nguôi ngất ngất đi, thằng Kha cứ để nguôi ngất ngất đi đã, rồi ông tính chuyện sau. Vâng. Nhưng Bây giờ mà tốt thấy nhất. Nên Kha cũng tội ha, bởi vì là bây giờ cô biết Yến chia sẻ là bây giờ anh Kha mà có kiện cho Thiện đi tù thì 10 năm thì Yến nó vẫn ở nhà nó đợi. Thì theo cháu thì chỉ cần đi Thiện này nó đi tù 10 ngày thôi là Yến nó đã lại đi theo thằng khác rồi. Bởi vì cái tính lăng nhăng như vậy làm gì có chuyện mà để giữ được quan điểm. Không có đâu. 3 ngày nó đi rồi. Nhưng mà cái nói đùa nó tức lên thì cái cơn nóng, cơn giận, cơn nảy, cơn thách cho người nói làm gì có người năm. Giỏi lắm, vài tháng, năm cùng thôi. Cái trận này nó, cả hai cũng đủ tuổi rồi. Chứ không phải là nếu như mà nó là 13 tuổi thì nó mới dạng ngay nhận cái tội này. Chỉ vài tháng, một năm thôi, không có hơn đâu.
Đúng Tết rồi. Tết đồng lên thì nói như vậy thôi, chứ không có nhiều đâu. Bốc Đúng đồng rồi. lên thì nói vậy. Chả hai bên nó không đồng. Vì nó thừa tuổi rồi, chứ không phải nó dưới 13 tuổi đâu. Dưới 13 tuổi nó mới nặng cái này thì nó tức lên nó bốc đồng lên với nhau thôi. Chứ không nặng đâu, tức lên thì nói vậy đấy. Vâng. Với lại là Nhưng bây mà theo giờ tôi... Yến cũng không có bỏ cái tính ấy đâu, đúng không cô? Nó cái tính nó ăn là máu là như kiểu thường nhận hút ấy. Ra tù vào tổ đánh như thế nào nó có tha nào về nhà nó vẫn hoạt động. Vâng. Với lại là Đúng Yến không? này Thế thì cái này thì... đã gọi là đã có cái máu như vậy rồi, với lại là ngày xưa đã yêu Thiện mười mấy năm, có con với nhau rồi mà bây giờ vẫn còn bảo là sống chết vì thằng kia. Thì thằng kia thì sau này yêu nó xa là nó chứ lại bỏ tôi đi yêu như xa xa chứ thôi. Đúng rồi. yêu xa vậy 6 năm thì nó bảo là yếu sinh lý, yếu sinh lý cái gì 6 năm lại 2 đứa con ấy, mỗi năm một đứa mà bảo yếu sinh lý, nói tôi không nghe cái tội đấy nhá, tôi nghe chuyện đấy Vâng. đâu, nói nghe nó không buồn cười à, Đúng đúng rồi. không, nói nó buồn cười và khổ mà nó không buồn cười một tí nào. Nói chung là bây giờ Cái này ấy. theo cháu nghĩ là bây giờ ấy cả Yến ấy là nó cái dục vọng nó cao quá, đâm ra cái thằng Thiện đó nó đáp ứng được nên là nó yêu thằng đó vì cái đó thôi, chứ không phải là vì cái gì đâu, bởi vì thằng kia cũng là thằng trốn nợ mà nó có cái gì đâu. Nhìn cái mặt thì gian xảo, đâu phải là người thiện lành tử tế đâu. Đúng là như vậy nhá, vì cái con này này cũng là nó đa tình, nó đa tình, nó đa dân, người đàn bà người ta đa tình, người ta dân thích cái chuyện là dâm tặc dâm tục như thế. Vâng. Nó chỉ nghĩ là cái chuyện dâm tặc dâm tục nó không nghĩ chuyện làm ăn đâu, mà Vâng. nó nhìn thấy dai là nó cứ chạy hút, nó cứ chạy hút theo tới tận lần cùng trời cứ rất muốn đầu nó phân chặt, cứ chạy muốn đến bao giờ nó được thì nó mới thôi. Nhưng mà nó không tha đâu, của thằng Kha thôi thì đau một lần thôi, chiến đấu một lần thôi, một lần đau là lần sau mình làm lại cuộc đời mình thì mình Vâng. còn quyết sức khỏe để mà làm ăn. Vâng. Bây giờ mình lại vớt 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 nó về nhá, dăm bữa nửa tháng nó lại chạy theo thằng khác. Bây giờ thêm cuộc đời mình mấy lần bất đức, mà cái chuyện gì thì bất đức theo cái chuyện này, mà bất đức nó đau nó thấu vào cái tim đấy. Vâng. Tôi nói cho chú nghe vậy, cái chuyện này nó thấu vào cái tim luôn đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ai cũng Cũng rất là cũng thương công thằng nhận đó. Kha và bức xúc luôn cô. Nó thấu vào đến tận tim mà nó ức chế lắm, ức chế mình sao? Nó bên ngoài mình là người đàn ông nhá, tôi nói đàn ông nó đi thì không sao, nhưng mà đàn bà nó dưới quyền mình, nó dưới quyền của thằng đàn ông mà nó đi nó cấm chồng mình nhất về nhà, xong nó đưa về đến nhà mẹ mẹ ba mẹ chồng mình nó dơ mát rồi, nên cái này nó ức chế, nó ức mà nó thấu vào nó tim luôn. Cái bố mẹ chết không đau đớn nổi cái chuyện này đâu ai chú ạ. Vâng. Chúng có công nhận là bố mình Đúng cha rồi. già mẹ cháu nó không đau đớn mà cái chuyện này nó ức chế, nó chơi qua trước mắt mình, Đúng rồi. hơn người mình, con người người ta nghĩ nông nổi thì người ta cho qua chứ, nhưng mà cứ như chúng tôi nghĩ sâu sắc hơn người con học thì không thể qua được, thì ức chế lắm, nó khét mắt tôi không nhìn đấy thì thôi, nhưng nó lù lù ngay trước mắt tôi này, tôi nói thật là kể cả nó một thú nàng tôi cũng không cần đấy nhá, kể cả có tôi như thế nào bao nhiêu con nữa tôi cũng không cần, những gì nó ức chế lắm, nó khó chịu lắm, mà có khi không không giữ vững được tiền là mắc bệnh trầm cảm, có khi điên đấy. Đó nó thật, Vâng. cái chuyện này mà nghĩ quá hay cẩn thận mà không không nguôi ngốt là mà điên điên mà nó lẩn thẩn là thôi hết đời mình luôn đấy. Đúng rồi. Nhiều Nên người cũng tôi có mới chia bảo sẻ là ý là tại sao An Kha này là một người vợ như vậy mà đáng là gì phải khóc, đúng không? Khóc làm gì với một người đàn bà như vậy? Nó không xứng đáng. không xứng đáng để mà khóc, tôi đã bảo cha già mẹ héo thì khóc. Đúng Thì rồi. người ta lỡ bước, cha chân lỡ bước như vợ anh Hải Hiệp nghĩ vậy, ừ khóc. Như đây rất nó chơi trước mặt mà nó cười, nó ngồi trên cái bóng mà trên xanh bóng dù đấy, nó cười mặt nó tươi như hoa ấy. Không phải thằng Kha lại ngồi khóc, tôi thấy con đường gì để mà nói nữa không. Đúng rồi, nó coi vừa coi thường mình mà vừa chồng thì đi làm mệt mỏi, vợ ở nhà thì đi gian díu với thằng khác. Như vậy mà Kha vẫn gọi là yêu thương đến mức độ mà xin khóc lóc để đi kiếm về, thì theo quan điểm của cháu sẽ không thể nào đồng ý một người phụ nữ như vậy được. Đúng đấy, đúng là như vậy đấy. Tôi nhìn mà tôi cũng phải gạt nước mắt thì cái chỗ đấy tôi xem không, tôi phải gạt nước mắt thì tôi đã bảo thôi. Tôi bảo rồi là thôi đi, ngồi nước đi, đi vào con đường làm ăn đi. Chứ đừng mà cố quá là không được, cố quá là mắc bệnh trầm cảm mà nó đâm điên. Điên gì thì cố được, điên tôi đấy khó chữa lắm. Đúng rồi, bây giờ mà cứ theo cái chiều hướng này thì bởi vì An Kha đâu phải là một người xấu xa hay gì đó đâu, rất là tốt về tâm, Đẹp trai về ấy tướng, này, đấy, cái rất đẹp đẹp trai cực trai. mặt tuổi đời tôi còn mong manh như vậy thôi. Đúng rồi, thì thiếu gì người đúng không cô? Tuổi đời còn mênh mông lắm, thằng đấy còn mênh mông, tuổi đời còn mênh mông lắm. Đó, thiếu gì người để mà đến một bước nữa, hay là cứ ở vậy nuôi con?
một con người tốt và tài mà lại giỏi và lại còn có cái tấm lòng lương thiện tốt như vậy thì sẽ thiếu gì người người ta đến, người ta sẽ gọi là có cái duyên đó cô. Còn bây giờ với con Yến này thì cháu nghĩ rằng là nó là một loại bỏ đi rồi, không xứng đáng nữa, bởi vì là nó theo một cái người gọi là cái hướng mà không dùng được nữa rồi đó cô. Không thể thương lượng được nữa đâu. Tôi nói thật, tôi nói ngay thì tối hôm qua cơ mà, tối hôm qua tôi nói ở cái chỗ cái ông gì cơ, Vâng. nhưng mà nói, nhưng mà tôi không Zalo đâu nhá, Zalo mọi người cái này nhìn mặt tôi là tôi không Zalo đâu, nhưng Rồi mà rồi. tôi đã bảo rồi là không 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 ấy được đâu. Tôi đã bảo, nghe tôi chấm dứt ngay từ buổi ban đầu là không ai người ta lên tiếng, mà tôi đã lên tiếng trước đấy. Nhưng mà không phải anh em máu mủ nhà tôi đâu, nhưng mà nó chỉ là người dưng nước lã thôi, nhưng mà tôi nhìn thấy thương thay lắm. Vâng. Thì anh biết làm sao mà nó thương thay không? À, và cô cứ chia sẻ ạ. Đấy, tôi nhìn mà nó tôi thấy nó thương thay lắm, tôi nói thật nhé. Tại vì sao nó là cái chuyện nó mà một người đàn ông mà rơi nước mắt thì nó đau lòng nó ruột lắm. Đúng rồi, theo nhiều người Đúng chia không? sẻ còn bảo là con Yến này nó còn không được bằng là một đứa còn là đi làm đĩ cơ, người ta đi làm đĩ người ta còn nuôi gia đình còn bán thân còn được tiền, còn con này là đi theo một cái người gọi là lại nợ nần chồng chất trốn nợ rồi lại còn không ra gì, còn đi cướp vợ của người bạn, đúng không, có đáng gì để trân trọng đâu. Nhưng mà nó là thứ trưởng bộ trưởng